Dạ vâng, em chào các bác. Hôm nay thì em lại về tiếp được 4 cặp chép các bác này. Đây là dòng chép của loa Pioneer ha, hàng bãi Nhật về. Đấy, và trong đây thì em có 4 cục đẩy ha, có 2 cục đẩy Mỹ và 2 cục đẩy Nhật. Rồi, và em quay cho các bác xem những cặp chép này ha. Đây, em về tiếp được một cặp chép Pioneer của T66 này. Đấy, hôm rồi em mới bán một cặp ha như vậy. Hôm nay lại về tiếp này. Đấy, bác nào mà hôm bữa mua hụt thì các bác xem được các bác gọi cho em ha. Đây, cặp chép đây. Chép đom. Đấy, những cặp chép bãi Nhật các bác này. Tất cả là hàng nguyên bản hết ha và hát tốt hết rồi. Rồi và em đo cái đường kính cho các bác xem đây. Cái này là 10 cm ha. Đấy, hình tròn các bác này, 10 cm. Đo cho các bác dễ lên thùng ha. Cặp này còn mới lắm các bác xem qua này. Đấy, cặp chép này còn đẹp cực kỳ luôn. Đây cái logo Pioneer các bác này. Ở chạm loa đây ha. Hàng Pioneer thì các bác chơi rất là hay rồi. Đấy, tất cả là còn zin xịn hết ha. Và hát tốt hết rồi. Các bác mua về là chỉ việc xài thôi. Đấy, cặp chép dom của Pioneer. Rồi, cặp này là 1 triệu đồng các bác ha. 1 triệu đồng là em bao ship này. Đấy, giá 1 triệu đồng là em bao ship. Rồi, và tiếp theo là ba cặp chép còn lại ha. Để em quay cái bộ này đi. Đấy, cặp này rất đẹp ha. Có lưới bảo vệ phía trước này. Đấy, làm rất đẹp luôn. Và em đo cho các bác xem. Này là 12 ha. 12 cm các bác này. Đấy, cái đường kính của nó ha, 12 cm. Đấy, siêu mới các bác, đây là bên trong này. Rồi, và cái này là nó có hộp ha. Đấy, cái chép họ đặt trong hộp này các bác này. Đấy, giống như là chép kiểu ống bơ ha. Đấy, rất là xịn sò. Đây, logo Pioneer đây. Chạm loa các bác, cộng trừ họ có đề hết ha. Đây, cặp chép. Cặp chép này chép giấy ha. Chép giấy Pioneer. Đấy, dùng để nghe nhạc. Những cặp này các bác dùng để nghe nhạc. Đấy, tiền rất là bén các bác. Rất là hay ha, của Pioneer. Rồi, cặp chép này ha, tất cả là zin xịn hết. Hát tốt hết rồi. Đấy, cặp này là 800.000 các bác ha. Cặp này 800.000, cặp này là em bao ship này. Rồi, và tiếp theo là cặp đây, em quay cặp này đi. Cặp này vẫn là chép kiểu ống bơ này. Đây, đây là cái phần phía trước ha, em đo cho các bác xem. Đây, ngang với lại dọc nó bằng nhau ha, em đo một cái thôi, 12 cm ha. 12 cm. Đây, chép giấy đây. Những cặp này các bác nghe nhạc cực kỳ hay luôn. Đấy, có cái này thì cái mũi nó bị xước này các bác này. Đấy, nó bị có cái gì rạch ngang ha. Y như là con dao đọc giấy nó gạch, nó rạch ngang vậy đó. Nhưng mà tất cả là không sao ha. Đấy, chỉ là ảnh hưởng cái vẻ bề ngoài thôi, còn chất âm thì không ảnh hưởng gì hết các bác. Nó kêu như cái này luôn ha, không khác gì hết, chỉ là cái mũi thôi. Rồi, và đây là phía sau đây. Đây, phía sau của loa ha, được bỏ trong ống này. Đây, cái cổng loa đây, thương hiệu Pioneer này. Rồi, cặp chép giấy này em cũng xin báo giá các bác. Đây, cặp này là 600.000 đồng ha. 600.000 là em bao ship cặp này này. Đấy, bình thường nó cũng tầm 900 nhưng mà nó bị rạch một đường đây ha. Đấy, 600.000 cặp này là em bao ship, tất cả là zin xịn hết. Rồi, và cuối cùng là một cặp chép rất là xịn sò luôn. Đấy, cặp này được tháo trong Pioneer rất là hay các bác này. Cặp loa nó 10 mấy triệu ạ, em không nhớ màu đen ha, nhưng mà cái này bằng gang các bác này. Đấy, phía trước ha, bằng gang này, rất là xịn sò và rất là nặng ha, cặp chép này. Rồi, em đo cho các bác xem đây, cái này là 11,5 ha. Đấy, 11,4 các bác. Đấy, cái đường kính của nó ha, 11,4. Rồi, cái này bằng gang luôn các bác, rất là xịn ha. Đây, Pioneer đây, cái củ các bác xem này. Đấy, củ từ khá là to, củ chép ha, chép đom Pioneer, tiếng cực kỳ sáng luôn. Đấy, chạm loa hai bên này, tất cả là zin hết ha, zin 100%, còn rất đẹp. Rồi, con này VIP ha. Rồi, cặp này em có xin báo giá với các bác 1,2 triệu ha. 1,2 triệu cặp chép này. Đấy, tiếng cực kỳ hay luôn, 1,2 triệu là em bao ship. Rồi, và em quay tiếp những con đẩy bên trong ha. Đấy, đây là con cờ rao các bác. Cờ rao vương miệng. Model là 800CSL. Rồi, mặt mũi các bác xem qua một lần này. Đấy, mặt mũi cái tem nó còn rất đẹp ha. Mặt mũi đẹp lắm nhưng mà bị cấn chỗ này một tí xíu này. Đấy, bị cấn chỗ này một tí xíu ha. Còn những phần còn lại nó còn rất đẹp, các bác xem qua. Đấy, đốt nguồn đây.
Đây là phía trên nắp lưng ha. Rồi, nắp lưng cũng còn khá mới luôn. Rồi em cậy mở cho các bác xem bên trong. Đây, để em kiếm cái gì em cạnh cho các bác ha. Cái nắp này mình phải tìm một cái vận nhọn các bác thì mình mới cạy lên được. Đây các bác cạy ở cái mép chỗ này này. Rồi. Rồi đây là các bác. Đây là bên trong nội thất của con Crown 800 đây. Một cái thiết kế rất là quen thuộc ha, của dòng đẩy Crown. Đấy, nguồn đây, hai tủ lọc Philips vuông miệng này. Bên trong đây ha, tất cả nó còn đẹp. Và nó chạy sò sắt vuông miệng luôn. Để các bác xem này. Tổng cộng là 16 con ha, bên đây 8 con này. Và bên đây 8 con nữa. Đấy, 16 sò sắt vuông miệng. Con này các bác dùng để đánh full 40 ha, loa Nhật hoặc là loa Mỹ, full 40 hoặc là hai cặp bass 20. Đấy, với cái trở kháng loa là 8 ohm ha thì các bác đánh được hai cặp 20 hoặc là một cặp full 40 ha. Loa Nhật hoặc là loa Mỹ các bác, còn loa Trung Quốc thì các bác đánh 25 30 thôi ha, còn loa xịn thì các bác chơi 40 vô tư. Rồi đây là phía sau đây, cái tem Crown này. Made in USA ha. Hàng Mỹ xịn này các bác này. Đấy, điện 220 này, Mỹ xuất châu Âu ha, model 800 CSL đây. Đấy, điện là 220 rất là dễ chơi. Công suất không có đề ha, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Đây là hai cái volume nhỏ phía sau này. Hai volume nhỏ ha, đây là hai đường vào 6 ly. Đấy, cầu loa đây. Rồi, con này thì các bác chơi full 40 rất là căng hoặc là hai cặp 20 với trở kháng 8 ohm. Các bác chơi con này rất là tốt ha. Đấy, tình trạng là nguyên bản hết và hát tốt rồi. Em có xin báo giá với các bác ha. Con này bị cấn nhẹ chỗ này. Đấy. Con này là 7 triệu 2 ha, 7 triệu 2 là em bao ship này. 7 triệu 2 bao ship ha. Rồi và tiếp theo là hai con Yamaha. Một con BC 3500 này. Và con bên đây là con BC 5500 ha. Con này khủng hơn. Đây các bác cùng xem con 3500 đây. Đây là phía trước ha. Hai volume hai cần đây, một đốt nguồn này. Đấy, mặt mũi còn đẹp ha. Đây là con 5500. Thiết kế như nhau các bác, không khác gì ha. Nó chỉ khác cái model thôi. Con này 5500. Rồi, tiếp theo là phía trên nắp lưng. Đấy, con này ha, bị xước một hai đường như vậy. Đấy, nhưng mà tổng thể lại thì cũng còn khá là mới rồi. Đây là cái nắp lưng phía trên thôi. Đấy, bên trong thì còn siêu mới luôn. Rồi, và em quay cái con này 5500. Đấy, nắp nó cũng còn đẹp ha, nhưng mà nó hơi xước dâm. Đấy, xước dâm dâm như vậy các bác. Xước dâm dâm ha. Nhưng mà tổng thể lại cũng còn khá là đẹp. Rồi, và đây là bên trong cả hai con. Đây là con 3500 này. Đấy, bên trong rất mới ha, các bác xem vĩ mặt này, cực kỳ đẹp luôn. Một nguồn đây. Và tổng cộng là 40 sò than ha. Ở trên đây 10 con này, ở dưới 10 con. Đấy, tổng cộng bên đây 20 ha. Bên đây 20 là 40 sò than. Bên trong rất đẹp. 40 sò than. Rồi, và qua con 5500 đây. Đấy, lên con này khủng hơn, chạy hai nguồn ha. Chạy hai nguồn và cùng với đó là tổng cộng là 52 sò than ha. Trên dưới. Đấy, và bên đây nữa. 52 sò than, bên trong các bác xem cực kỳ mới luôn. Rồi, và tiếp theo là phía bên hông và phía sau ha. Rồi, hai con này về vẫn còn khá là mới. Đây là phía sau con 3500 đây. Đây, em quay nốt cái con 5500 luôn. Đây, phía sau con 5500. Rồi, hai con như nhau ha. Rồi, và đây là đường vào 6 ly Canon, bên B, bên A này. Con này điện 100 ha, công suất tiêu thụ 450W này. Và đây là hai cầu loa, trở kháng là từ 4 đến 8 ohm ha, chế độ CT. Công suất ra loa là 1000W tổng ha. Đấy, chế độ CT là 500W 1 cân trên 4 ohm. Đấy, CT thì đánh từ 4 đến 8 ohm ha. Con này các bác đánh được một cặp full 40 này, con này ha. Một cặp full 40 của Nhật, của Mỹ. Đấy, đánh rất là căng và tiếng rất là sáng các bác. Những dòng này là đời cao của Yamaha ha. Rồi và tiếp theo là con 5500 đây. Đấy, thiết kế như nhau. Điện 100V này, công suất tiêu thụ là 650W ha. Đấy, công suất ra loa tổng là 1500W này. Đánh CT là 700W 1 cân. À, 750W 1 cân ha, trên 4 ohm. Rồi, con này thì các bác vẫn đánh được full 40 luôn. Nhưng mà đánh những cặp mà công suất lớn hơn ha. Chẳng hạn như công suất lớn hơn thì các bác chơi con này.
Rồi. Con này đánh là vô tư được các bác, full 40 Nhật Mỹ ha. Các bác muốn mặn hơn thì các bác chơi con này. Rồi em xin báo giá với các bác luôn. Yamaha BC3500, con này là 6,5 triệu ha. 3500, 6,5 triệu con này là em bao ship này. Còn con 5500 này ha, con này là 8,5 triệu các bác. 8,5 triệu con này ha, là em bao ship này, 5500, 8,5 triệu bao ship. Rồi và cuối cùng là một con đẩy QSC. Rồi, bác nào thích Mỹ thì các bác chơi con này ha. QSC RMX 1850 HD. Rồi, đốt nguồn đây. Hai volume 2 cân đây. Rồi, mặt con này thì các bác cùng xem qua này. Rồi, hàng về còn đẹp ha. Đây là nắp lưng. Đấy, nắp lưng cũng đẹp luôn. Rồi, và tiếp theo là bên trong nội thất. Đây, bên trong nội thất con QSC 1850 HD này. Một cái nguồn xuyến lớn ha. Và đây là 8 con tủ lọc. Mỗi bên 4 con. Vĩ mặt các bác xem rất đẹp. Đây, vĩ mặt này. Tất cả là zin tuyệt đối hết. Chạy 16 sò ha. Bên đây tổng cộng 8 con này. Và bên đây 8 con nữa này. Đây. Tổng cộng là 16 sò than lớn. Bên trong rất mới ha. Và tất cả là nguyên zin nguyên bản hết. Rồi, đây là phía sau của đẩy đây. Đường vào là 6 ly hoặc là canon này. Rồi, 2 canon hoặc là 26 ly ha. Quạt tản nhiệt này. Đường ra loa đây, đỏ đen hoặc là new chic bích công. Rồi, các bác cùng xem cái thông tin này. USA ha, QC USA này. Công suất là được 312W một cân trên 8 ohm ha. Điện 220V. Đấy, dòng máy xuất châu Âu ha. 220V. Công suất là 312W một cân trên 8 ohm. Đấy, với cái mức này thì các bác đánh một cặp full 40 là vô tư. Đấy, một cặp full 40 ha, của Nhật của Mỹ là vô tư luôn, con này. Rồi, QC 1850 HD, con này là 7 triệu đồng các bác ha. 7 triệu đồng con này là em bao ship này. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, 0981 384842.